Thái Hiền xin gửi lời chào tán ngộ tới quý vị đang đến với chương trình Đông Y ngày nay, được gặp quý vị vào thứ năm của mỗi tuần lễ trong khung giờ từ 5 giờ cho đến 6 giờ chiều giờ Central Time tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và ngày hôm nay Thái Hiền xin gửi lời chào tái ngộ đến Đông Y sĩ Thiền Đào đến từ nhà thuốc Hoa Đạo Houston. Xin chào thầy. Xin chào khán giả của Việt TV và xin chào Thái Hiền. Dạ vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình Đông Y ngày nay là một nhịp cầu nối để cho chúng ta tìm hiểu thêm kiến thức về Đông Y, cách chữa trị những căn bệnh như thế nào với các dược thảo đã có từ hàng ngàn năm xa xôi rồi. Và cái hay của Đông Y chữa bệnh như thế nào với những cái phương cách chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của mình. Đây cũng là một cái chương trình mà chúng tôi hy vọng rằng với những câu hỏi của quý vị đóng góp trong chương trình thì sẽ làm cho chương trình phong phú hơn. Nên chúng tôi sẽ mở đường line ra để cho quý vị cùng gọi vào và tham gia trong chương trình với số điện thoại được hiển thị trên màn ảnh là 1844 858 7000, 1844 858 7000. Và Ái Hiền cũng xin gửi lời chào tái ngộ tới quý vị đang theo dõi chúng tôi trên hệ thống VTV Network Livestream trên Facebook ở khắp các nơi. Và nếu như một quý vị có những câu hỏi thắc mắc trong chương trình thì quý vị cũng có thể comment câu hỏi của quý vị, và chúng tôi chỉ nhận những câu hỏi liên quan về sức khỏe mà thôi. Khi quý vị đặt câu hỏi cho chúng tôi thì xin cho biết quý danh để chúng tôi tiện xưng hô các câu hỏi của quý vị với các triệu chứng bệnh. Những quý vị nào hỏi cho những người thân của mình thì xin cho biết rõ luôn về giới tính cũng như là số tuổi và triệu chứng bệnh của người thân của quý vị đang mắc phải những căn bệnh. Và nếu mà quý vị ở thành phố xa xôi, tiểu bang xa xôi thì quý vị cũng có thể comment cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể tham khảo và tư vấn tốt nhất dành cho quý vị ở các tiểu bang xa. Vì Ái Hiền được biết là hệ thống của nhà thuốc Hoa Đà Houston cũng có các đại lý ở nhiều nơi, phải không thưa thầy? Chính xác như vậy, chúng tôi có trên dưới 20 đại lý của tất cả các tiểu bang. Và có 1-2 tiểu bang thì chúng tôi có nhiều hơn, như San Jose thì chúng tôi có 2 đại lý, San Diego chúng tôi có 1 đại lý, và ở ngoài nước thì chúng tôi có Úc, Canada và Việt Nam. Và cái sự mà tiếp xúc với lại những bệnh nhân tiếp xúc với những bệnh nhân ở nơi xa thì chúng tôi có đi đến các nơi, chẳng hạn như San Jose, Phoenix, Arizona, Boston, Massachusetts, thì những cái chỗ đó là những chỗ đại lý lớn của chúng tôi thường xuyên đến đó để giúp cho những người bà con đồng hương ở những nơi xa mà vối tai không tới với những ông thầy đông y, thì những ông thầy nhà thuốc Hoa Đà thường xuyên thay nhau để đi và giúp cho những đại lý và những bệnh nhân ở phương xa. Và chúng tôi có 4 nhân viên làm việc thường trực tại nhà thuốc Hoa Đà. Hai cái người thầy chính là thầy Mai Tiên và thầy Thiện Đào là tôi, còn một thầy nữa gọi là thầy Michelle Tiên Đào, và thầy Hồ Dê thì chuyên làm qua hẹn trên phone, trên app của những cái app ở trên network. Đó là những cái sự gọi là service, hay là nói chung phục vụ đồng hương cho đến những cái người thì ở tiểu bang thật là xa. Và như quý vị đang thấy trên màn ảnh, đó là số điện thoại để quý vị liên lạc với nhà thuốc nếu như mà quý vị muốn liên lạc trực tiếp, hoặc là quý vị có thể vào website để tham khảo những dược thảo ở trên nhà thuốc Hoa Đà thành phố Houston, tiểu bang Texas là hoadaherbs.com. Và một lần nữa Hiền cũng xin chia sẻ luôn, nếu mà quý vị đến nhà thuốc thì địa chỉ của nhà thuốc là 11210 Bel Air Boulevard, Suite 126B, Houston, Texas 77072. Và quay trở lại thì trong những lần trước thì Ái Hiền có thấy quý vị hỏi rằng là nếu mà tôi ở Việt Nam thì tôi có thể mua được thuốc của nhà thuốc Hoa Đà Houston không thưa thầy? Câu hỏi rất là hay, bởi vì chúng tôi cũng có rất là nhiều quý vị đồng hương ở bên Việt Nam. Cái chính là nhà thuốc đã có 20 năm trên cái lĩnh vực đông y ở trên đất Mỹ, và đã có rất nhiều năm ở Việt Nam, cho nên đồng hương rất là rành về nhà thuốc Hoa Đà. Và những đồng hương hay là những bệnh nhân bên đó, hay là những bệnh nhân bên đây, sau khi dùng những cái vị thuốc hay là những lọ thuốc hay là những cái gói thuốc của nhà thuốc Hoa Đà, sau khi mà sử dụng một thời gian và họ thấy hiệu quả, chính vì lẽ đó rồi họ mới giới thiệu cho ở bên Việt Nam, hoặc là mua giúp cho những người bà con ở bên Việt Nam, chẳng hạn như cha mẹ ông bà hay là con cái của họ bên Việt Nam còn chưa được định cư tại Mỹ. Thì chính cái sự mà liên hệ tốt và cái thuốc có hiệu quả, vì vậy cho nên họ cứ truyền miệng nhau, và từ đó chúng tôi đã lập được mấy cái đại lý ở Việt Nam,
và giúp cho những người mà không có mua được ở bên Mỹ nhanh, thì chúng ta sẽ có những đại lý họ, nếu mà chúng ta ở không xa lắm, ở những cái vị trí mà gần của họ đó, thì họ sẽ chuyển tới nhà mình luôn. Và những đại lý đó là những đại lý chuyên bán cho những cái lọ thuốc của nhà thuốc Qua Đà, và họ có tiếng ở rất 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 lớn ở Việt Nam. Thì họ dành những cái thời giờ đó, thay vì họ phải tiếp xúc với bên đó, thì họ gọi trực tiếp qua bên đây để gặp những ông thầy, và từ đó ông thầy sẽ phỏng vấn họ, hay là nói chung là vấn chẩn để giúp cho họ có những cái thay đổi trong cuộc sống mình, với những cái vất vả và phải vật lộn với lại cơn bệnh của cho chính họ và cho gia đình họ. Dạ vâng, và kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Đông Y ngày nay, Ái Hiền cũng xin nhắc lại, nếu mà quý vị có những câu hỏi thì xin quý vị cùng gọi vào cho chúng tôi nha. Và như thường lệ thì mỗi một tuần lễ chúng tôi sẽ đem ra một căn bệnh để chúng ta nhìn xem cái nhìn của Đông Y chữa trị như thế nào. Và một cái căn bệnh mà rất là nhiều những quý vị rất là sợ, đó là cái bệnh mà bị viêm túi mật. Có những cái trường hợp nó nặng tới nỗi mà phải mất cái mật luôn. Chẳng hạn như nói thẳng luôn một cái trường hợp rất là xấu, đó là mình có một cái mật để mình sống thôi à, mà bây giờ mình mất rồi, cái giờ tôi không biết là tôi sống được không, tôi sống có lâu không, rồi giờ tôi ăn uống tôi cũng khó chịu quá. Thì đây là một cái bệnh mà chúng tôi cũng muốn đem ra để chia sẻ cho quý vị, ngõ hầu để giúp cho quý vị an tâm hơn và cách chữa trị như thế nào nhé. Và bây giờ nói về bệnh viêm túi mật thì hiểu như thế nào là bệnh viêm túi mật thưa thầy? Hiểu như thế nào, ý Ái Hiền nói là mấy cái triệu chứng Ái Hiền ha. Dạ. Triệu chứng thì chúng ta sẽ nhìn vào những cái kinh nghiệm của những ông thầy hay là kinh nghiệm của những bác sĩ. Đa số những cái bác sĩ thường hay có cái cách là nội soi, hoặc là ultrasound, hoặc là họ có một cái nước gọi là nuclear medicine. Thì nó giống như một cái dạng sữa, nhưng mà nó khi vào cơ thể của chúng ta thì nó sẽ tạo ra một cái ánh sáng, và khi ánh sáng đó sẽ tỏa ra, khi có sạn, có lỗ trũng hay có bùng hay bất cứ những cái triệu chứng gì của cái mật thì cũng sẽ báo cho chúng ta biết là nó bị bao nhiêu lớn, rồi tình trạng nó ra sao. Còn khái niệm của Đông y thì sao? Khái niệm Đông y thì chúng ta sẽ nhìn nhận vào những cái vấn chẩn. Thứ nhất là vấn chẩn, chúng tôi sẽ thiết chẩn là coi như bắt mạch, và sau đó chúng ta sẽ tìm ra. Chúng tôi tìm ra bằng cách là chẳng hạn như hỏi cách ăn uống và đau ở phần nào. Đa số những người mà đau về cái mật thì nó nằm ở cái khoang của cái ngực bên phải. Thì cái ngực bên phải của nó thường là nó sẽ tạo cho chúng ta những cái gọi là đau quặn, đau thắt, và đau rất nhiều trong có nhiều khi đau cả mấy tiếng đồng hồ nó mới hết. Và có khi nếu mà để lâu ngày chúng ta sẽ có nhiều cái phản ứng phụ, chẳng hạn như là chúng ta sẽ đau bụng đến nỗi mà giống như bị dở cả cái lồng ngực ra. Và bên Đông y thì những người thầy sau khi vấn chẩn và thiết chẩn thì sẽ tìm ra rất là dễ dàng. Chỉ cần qua những cái lời nói và những cái câu hỏi của ông thầy thì chúng ta sẽ tìm ra rất là dễ dàng. Và sau đó những cái cách chữa trị của ông thầy thì nó cũng đơn giản. Tôi có một cái lần đi khám bệnh ở Atlanta, Georgia. Thì trong lúc đó chúng tôi có chuyển tiếp máy bay thì gặp anh MC Diệt Thảo. Thì sau khi chúng tôi có trao đổi thì anh mới tâm sự, rồi hai anh em ngồi nói chuyện cũng rất là vui. Và khi về thì tôi có xem vài cái video của anh, tôi rất là thích. Và trong đó có một cái video anh nói về cái chứng bệnh gọi là gallbladder, là coi như là cái mọi túi mật. Thì anh cũng là một trong những người đã bị cái chứng đau túi mật, và ảnh lấy cái cách của dân gian để trị cho chính bản thân của anh, và sau đó ảnh cũng thấy khá dần, thì anh rất là mừng, cho nên ảnh chia sẻ trên YouTube. Vấn đề ở đây chúng ta nói là túi mật, thì ngay cả bản thân tôi vào lúc tôi mười mấy 20 tuổi
cũng đã ngồi trong bệnh viện chờ để mổ túi mật. Thì rất là đau khổ cho tôi, là nó đau khủng khiếp đến nỗi khi chúng ta lái xe giống như trên đường mà nó đau quá, có thể ngất xỉu và quỵ ngay cả lúc chúng ta lái xe, thì nó rất là nguy hiểm. Cho khi mà tôi lái xe, lúc nào mà khi nó đau quá tôi phải lủi vào một cái khu nào đó, hay là trên freeway tôi sẽ lủi vào mấy cái shoulder, là mấy cái len mà để dành cho những người mà bị tai nạn xe cộ, và tôi đậu ở đó để thời gian là tôi phải uống nước thật nhiều. Và khi nó giảm đau tôi lại lái về nhà. Đó là cái nỗi đau đớn của những người mà đau về đau mật. Và những cái người đau mật có những tình trạng như vậy thì đa số nó nằm ở cái ngực, có như ngực phải của chúng ta, và nó rất là quặn thắt. Và cái người nào đau nặng đó, chúng ta sẽ thấy là da của họ hơi vàng. Đó là những triệu chứng của những ông thầy vấn chẩn, thiết chẩn và xem những cái gọi là coi như là chúng ta nhìn cái sắc diện của họ, chúng ta sẽ đoán được đối với một người thầy có kinh nghiệm. Dạ vâng, và chắc là phải ưu tiên cho quý vị, tại ấy Hiền thấy có quý vị comments ở dưới đây, đó là quý vị khán giả trên Facebook JB Cường Quốc. Chào quý vị nhé. Tôi 54 tuổi, bệnh xương khớp, đặc biệt hai khớp gối. Tôi mỗi khi vận động rất khó khăn. Tuy không đau nhức lắm nhưng có vẻ khô khan. Vậy có phương pháp nào điều trị hiệu quả? Xin mời thầy trả lời câu hỏi này ạ. Chú bao nhiêu tuổi vậy? Dạ thưa, 54 tuổi, bệnh xương khớp. 54 tuổi thì cũng còn hơi trẻ, cho nên cái sự mà gọi là chúng ta kéo sức khỏe lại bình thường cũng không đến nỗi khó. Thường thường bên những cái cách chữa trị của tây y, đa số thì chúng ta có uống calcium. Thì càng nhiều calcium có nghĩa là chúng ta có thể dư thừa, hay là nếu như chúng ta uống thuốc giảm đau thì lâu ngày nó sẽ còn đau hơn, hay là uống thuốc giảm đau lâu ngày nó sẽ lờn và đến nỗi chúng ta phải tháo khớp hay là chích đau nhức. Đó là cái giai đoạn cuối cùng của sự mổ xẻ. Còn đông y thì chúng tôi có cái sự nuôi dưỡng. Đa số những sự lưu thông trong máu huyết đối với cái người 54 tuổi này thường là nó gọi là đau khớp dạng thấp. Cho nên là tôi nghĩ anh cũng không phải đau cái đầu gối không đâu. Và cái những cái sụn nó từ thắt lưng hay những cổ chân nó sẽ bắt đầu đau dần dần, bởi vì đó là cái sự thấp khớp. Và khi mà nước nhờn nó di chuyển vào những cái khe, những cái khớp xương mà nó thiếu, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ thấy cái sự nuôi dưỡng của những sụn. Sụn là gì? Sụn là những cái đệm trong hai cái khớp xương chúng ta chỏi vào nhau. Khi sụn nó bị xẹp, bị mềm hay bị mòn, và cũng do những chất nhờn nó không nuôi dưỡng tốt. Hoặc là ở đầu gối chúng ta có một cái loại bao gọi là bao hoạt dịch. Thì bao hoạt dịch này chứa những cái dịch để nuôi cho những cái xương khớp của chúng ta nó bị thế này hay thế khác, có thể do thể thao, có thể do thói quá nhanh, và có thể do anh bị thói quá trước tuổi. Thì đó là những cái dấu hiệu của những người đau xương khớp, mà bắt đầu từ đầu gối cho tới bàn chân. Thuốc bên nhà thuốc Qua Đà chúng tôi có một cái thang thuốc, thì chúng tôi gọi là phong thấp thang. Thì chúng tôi đã làm ra viên và có hai dạng, một dạng đó là thuốc tể, một dạng là thuốc viên, để cho quý vị dễ dàng dùng. Người nào dùng không được thuốc tể thì dùng thuốc viên, để cho cái sự nuôi dưỡng từ cái nước nhờn cho đến cái sụn nó trở lại bình thường, và cái sự gia chạm nó được đàn hồi tốt, thì dĩ nhiên sự gia chạm nó bớt nghẽn đi và không có chèn ép nữa, thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề gọi là đau nhức xương khớp. Dạ, trong cái thời gian điều trị bệnh như vậy thì khoảng thời gian uống thuốc là bao lâu, và ăn uống mình có phải chú ý gì nữa không, thêm hay là tập thể dục như thế nào không thưa thầy? Tập thể dục chúng ta có thể vào những cái YouTube của nhà thuốc Hoa Đà, chúng ta đánh vào Hoa Đà dưỡng sinh. Chúng tôi có bỏ lên đó để giúp cho quý vị. Quý vị cũng không cần phải mua thuốc trước cũng được. Quý vị có thể tập những cái động tác chuyên về đầu gối, xương khớp, nhà hàng như thắt lưng xuống chân, để giúp cho chúng ta cải thiện trước. Và chúng ta thấy những ông thầy đã chỉ chúng ta đã cải thiện được chẳng hạn 20-30%. Ok,
thì chúng ta có lòng tin và từ đó chúng ta có thể sử dụng những thuốc ở bên trong có tác động và bên ngoài chúng ta tập thể dục. Đó là cái cách mà nhanh nhất. Và nếu như đau nặng thì chúng ta lại có gối chườm và những cái xoa bóp để giúp cho cái sự tác động mở mang những cái mạch máu, sự nghẽn, sự lưu thông mà nó không được tốt thì chúng ta đẩy cho nó tốt thì cái sự di chuyển máu huyết nó sẽ tốt và nó sinh ra chất nhờn. Từ đó chúng ta sẽ thấy cái sụn của nó sẽ thay đổi và chúng ta cũng hết đau. Dạ vâng, và Ái Hiền rất là cảm ơn thầy rất là nhiều, và hy vọng là chú JV Quốc Cường có thể thử tham khảo nhé, và có thể liên lạc với nhà thuốc Hoa Đà tại số điện thoại là 281-495-0268. Và bây giờ Ái Hiền thấy phòng studio có cho Ái Hiền biết là quý vị đang gọi vào và đang đợi trên đường line. Xin cho Ái Hiền tiếp chuyện quý vị và xin chào số phone 2407 ạ. Xin cho biết quý danh và câu hỏi. Okay. Quý vị gọi từ đâu? Tôi từ An Thành, Thái Việt cô. Dạ chào chú. Chú vui lòng cho Ái Hiền xin biết quý danh ạ. Dạ tôi Sáu Ngô. Dạ chú Sáu Ngô ạ. Sáu Pháo, tích, nổ pháo. Dạ chú Pháo. Dạ rồi, thưa chú Ngô ơi, cho ấy Hiền hỏi năm nay chú Ngô được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 76. Dạ, xin mời chú đặt câu hỏi cho thầy nhé. Ok. Dạ tôi nó bị đường tiểu bị bí đó không, đái không được các cô. Và nó đái nó ra máu nó buốt lắm mà máu nó ra nó đọng ở nó ra không được. Dạ xin chú vui lòng giữ máy để cho thầy có thể hỏi thêm vài những cái câu hỏi về cái triệu chứng bệnh của chú nha thưa chú. Dạ xin mời thầy. Rồi. Okay. Thì chú, ngoài cái chuyện mà đi tiểu ra máu như vậy thì nó ra thường xuyên mỗi ngày không, hay là lâu lâu nó mới bị như vậy hả chú hả? À mỗi ngày đó, cả nó mới bị đây nó ra mỗi ngày mà nó kiểu nó đuốt nó ra không được. Rồi, ok. Bí tiểu à? À ok, thì chú nghe rõ. Và cái người hồi sáng và bệnh nhân cô Đỗ đi, mình nói gọi là lấy cái họ của cô thôi tại vì mình không có nói tên ra đây. Thì có những căn bệnh mà nó gọi là bí tiểu đó thì đa số thì Tây y họ cho uống trụ sinh. Mà uống càng ngày nó càng khô, uống càng ngày nó càng nóng. Và chúng ta sẽ không có giải quyết được vấn đề. Khi trong cơ thể chúng ta mà chú thấy mà nó nóng á, là ở trong người mình nó đã khô. Mình ví dụ nha, đơn giản nha. Mình ví dụ một cái nồi cơm mình nấu ra thì chúng ta sẽ đổ nước nó khoảng cỡ này. Khi mà chúng ta mà thấy mà cơ thể mình nó đều đặn thì nó uống nước vào, nó ra nước tiểu tốt. Mà khi mà uống nước vào mà nước tiểu nó vẫn đặc và có vẻ như là nó điếm khi chúng ta đi tiểu và đi tiểu ra máu thì rất là kẹt, bởi vì chúng ta gọi là hư âm trong cơ thể chúng ta. Thì cái nước trong cơ thể của chúng ta đó là cái nước gọi là âm dịch đó, thì nó kèm theo, nó lẫn theo cái máu huyết của chúng ta, bây giờ nó cạn rồi thì đông y họ gọi là hư âm. Thì khi mà cái âm hư hỏa dưỡng thì cái hỏa nó bốc lên thì nó sẽ nóng đây, nóng đây, nóng đây, nóng tất cả trong cơ thể của chúng ta, sẽ tạo chúng ta cái sự mà đi tiểu nó sẽ bón, xón, đi tiểu thì nó xón, đi tiêu nó sẽ bón. Và khi mà như vậy đó chú sẽ thấy ra máu là cái gọi là critical, là coi như là chú đến giai đoạn này nó hơi tệ, cho nên chú liên lạc liền với nhà thuốc Hoa Đà vào ngày mai. Cháu sẽ giúp chú trong vòng một ít ngày thôi là chú giải quyết được vấn đề là tiểu nó không còn đi ra máu nữa, thì lúc đó chú mới không có bị người ta thọc những cái ống vào những cái dương vật của chú để cho thông đường tiểu. Mà cái này chỉ là tạm thời thôi mà nó đau khủng khiếp lắm. Cháu không biết là chú đã có làm qua vấn đề này chưa, nhưng mà nếu mà chú đã tắt tôi đang làm sạch cái ống vào tiên trục của tôi á. rồi. Ai Hiền thấy không, họ chọt vô rồi nhưng mà nó không giải quyết được vấn đề, có nghĩa là nó chỉ là không làm cho tắt thôi, nhưng mà cái sự nóng bức và nước máu nó vẫn còn ra. Thì chú liên lạc với nhà thuốc Hoa Đà. Cháu không có thì giờ nhiều để cho chú những cái câu trả lời nhiều trên đài, nhưng mà cháu sẽ giải quyết được vấn đề của chú rất là đơn giản. Trên đông y thì
Tây y mình không biết nhưng mà đông y rất là dễ dàng đối dạ, vâng, rất là cảm vấn đề trị cho cái chứng của chú thì dạ. Chú nhớ theo dõi rồi coi cái số phone ấy Hiền đưa cho chú ấy Hiền nhé. Dạ vâng, cảm ơn thầy rất nhiều và cảm ơn chú Ngô đã gọi vào và hy vọng là chú có thể liên lạc trực tiếp với nhà thuốc với số điện thoại là 281-495-0268 và cho ấy Hiền xin tiếp chuyện với lại quý vị 8423. Alo. Dạ thưa ấy Hiền, xin nghe, xin cho biết với danh và câu hỏi là quý vị gọi từ đâu? À, tôi gọi ở Ga Lần cái xe cô. Dạ. Tôi có người anh á, năm nay 59 tuổi mà đêm anh đi tiểu nhiều mà anh hay bị đau lưng á cô, đi tiểu nhiều lần. Mà một lần đi tiểu cứ khoảng 2 tiếng mấy là đi tiểu một lần á. Mà dạ. Một lần đi tiểu nhiều lắm, không biết là anh có bệnh gì và xin có thuốc gì thì giờ thầy giúp giùm. Dạ, thưa cô, vui lòng cho ấy Hiền xin biết quý danh của cô để tiện xưng hô nhé. Dạ, anh tôi tên Luân á. Dạ. Dạ, thưa cô tên gì? Dạ. À, tôi tên Hải. Dạ rồi, cô Hải. Cô Hải giữ máy giùm cho ấy Hiền xin hỏi rằng là anh của cô bị như vậy là bao lâu rồi thưa cô? Anh bị lâu chưa? Nói chuyện đi. À, nếu được thì xin mời chú vui lòng nói chuyện trực tiếp với thầy hoặc là ấy Hiền giùm nhé. Dạ, xin chào chú. Đây. Anh có thể dạ. Hello. Dạ, 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 vâng. Dạ chào chú. Anh. Dạ, xin cho biết quý danh. Dạ, dạ tôi tên Linh Linh đó chị. Dạ rồi, chú Linh giữ máy nha để thầy có những câu hỏi dành cho chú nha. Dạ, xin mời thầy. Rồi, thì cái câu hỏi của ông thầy là nó thôi bây giờ trả lời luôn bởi vì mình không còn nhiều giờ nữa. Cái vấn đề mà đi tiểu liên miên á thì bên Tây y là đa số thì coi như là cái chuyện tình muôn thở nó không được giải quyết. Bây giờ qua đông y thì chúng tôi đã trị cái này rất là nhiều và nhiều người bị lắm chứ không phải là một mình anh, cho nên nó là mỗi ngày chúng tôi không biết bao nhiêu case rồi gọi là tiểu liên miên. Cho nên anh liên lạc nhà thuốc Qua Đà thì ái Hiền sau câu nói chuyện của tôi thì ái Hiền sẽ cho anh biết cái số điện thoại rồi giờ mình giải quyết vấn đề nó dễ dàng lắm. Thì tiểu liên miên nó có liên quan đến vấn đề thận của mình cho nên nó đau cả lưng, nó đau cả chân, nó đau tùm lum hết. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại để cho quý vị gọi vào là 1-844-858-7000, xin mời quý vị cùng gọi vào và ái Hiền cũng xin chú Linh và cô Hải gọi lại nhé từ Garland để hỏi về cái trường hợp bệnh của chú. Chú nói là chú hay bị đi tiểu đêm và một lần đi tiểu như vậy thì rất là nhiều nước tiểu nữa, và nếu được thì xin chú gọi lại để cho thầy có thể chia sẻ trong cái trường hợp này của chú nhiều hơn nhé. Và chúng tôi sẽ đợi chú gọi lại nhé. Quay trở lại với Tony Nguyễn thì Tony Nguyễn có một câu hỏi là I have a high blood sugar, do you have any medicine to lower blood sugar? Ở trong cái câu hỏi này thì ấy Hiền không biết là chú Tony bị như vậy là lâu chưa? Cái level sugar ở trong blood của chú thì rất là high, có nghĩa là cái tiểu đường. Đa số không biết là đã tiểu đường chưa hay là chỉ là đường cao thôi. Thì nếu được thì xin mời chú Tony cho ấy Hiền xin nhiều những cái thông tin nữa nhé. Và nếu được thì xin chú gọi vào cho ấy Hiền nếu được thì chú. Và ấy Hiền có thấy Boy Nguyễn nói là đi tiểu ra máu đa phần bị sỏi thận thì sao? Cái câu hỏi này là cái câu hỏi chung chung, ấy Hiền không biết là chú hỏi cho hay là anh hỏi cho bản thân của mình hay là như thế nào. Nếu như mà chỉ là một cái câu hỏi chung chung thì ấy Hiền cũng xin mời thầy chia sẻ về cái quan điểm của đông y như thế nào. Quan điểm với đông y về giống như cái người đó họ có kinh nghiệm về sỏi thận, giới hạn như sỏi thận thì đa số nó cũng tạo cho chúng ta đi tiểu nó khó khăn. Là khó khăn là cái gì? Nó ra ít, ra nóng, ra rác hay là ra máu cũng là một cái tiêu đề mà chúng ta nói hôm nay là vấn đề của thận nó có sỏi. Và nếu như nó không có sỏi mà nó vẫn tiểu ra máu thì sao? Có thể là nó viêm cái cầu thận, bởi vì cầu thận cần có một cái loại gọi là cái dịch để nuôi nó và nó rất là cân bằng cái sự mà nóng và lạnh trong cơ thể. Và khi nó nóng quá độ thì dĩ nhiên là nó khô tất cả những gì trong cơ thể chúng ta, ngay cả chúng ta cảm giác như chúng ta đang vướng một cái gì ở trong cuốn họng, nuốt hoài không trôi. Khô đến nỗi mà giống như chúng ta đi giữa sa mạc, nó khô khủng khiếp. Và uống nước thì nó đỡ, sau khi uống nước thì nó lại khô.
cơ thể lúc nào cũng nóng bừng bừng, đi tiểu cũng nóng, đi tiểu cũng ra máu, đi tiểu cũng ra bọt, đi tiêu cũng muốn là bị trĩ luôn, thì trong cơ thể chúng ta gọi là hư âm. Và đa số những người mà không có liên quan đến sỏi thận thì họ lại vấn đề gọi là hư âm, gọi là huyết chúng ta đã bị khô. Thì trong đông y chúng ta có một cái dịch nó gọi là ca bổ âm, và thường chúng tôi cứ thường hay nói đi hay nói lại, và chúng tôi dùng cái này rất là nhiều trước khi chữa cho một căn bệnh nào đó. Đa số chúng tôi hỏi và chúng tôi tìm ra cái nguyên nhân, trước khi chữa bệnh chúng tôi cho dưỡng âm hay là dưỡng cái dương khí lại, để cho người này lấy lại khí lực hoặc lấy lại âm huyết thì cái sự chữa trị nó mới nhanh chóng. Còn nếu không chúng ta cứ trị ngọn thì cái gốc vẫn nằm đó, chẳng khác nào chúng ta cứ đi vòng vòng cái đời chúng ta rất là mỏi mệt và không tìm ra cái nguyên nhân, không tìm ra chân lý, thì chữa bệnh giống như là bắt cóc bỏ dĩa. Thì chúng ta muốn hay không đó là quyền chúng ta, tự quyết định của chúng ta. Nhưng đối với một ông thầy thì ông thầy luôn luôn chữa trị là chúng ta tìm ra nguyên nhân, và khi tìm ra nguyên nhân là chúng ta phải dưỡng trước và trị sau. Bởi vì khi chúng cơ thể chúng ta bị collapse, là chúng ta bị sụp đổ, hay là một cái căn bệnh nào đó đến với chúng ta, nó có cái nguyên nhân nó tích tụ từ nhiều tháng nhiều năm và nó sinh ra căn bệnh, và nó đến với chúng ta rồi nó lại đi, nó đến lại nhiều ngày hơn rồi nó lại đi, rồi bây giờ nó đến nó gõ cửa và nó nằm dạ luôn. Thì lúc đó chúng ta nói chúng tôi mới bị đây thôi, mà thật sự nó không phải bị mới đây đâu. Bệnh nó có âm ỉ và nó có tích tụ hàng nhiều tháng và nhiều năm nó mới sinh ra cái chứng nặng như vậy. Còn không thì chúng ta nói mà chúng ta mới bị thì ông thầy cũng gật đầu, nhưng mà ông thầy biết cái nỗi khổ của chúng ta, cho nên là cứ gật đầu và cho những cái vị thuốc đúng. Đó là cách mà ông thầy chữa trị cho quý vị. Dạ vâng, rất là cảm ơn thầy. Và số điện thoại để cho quý vị gọi vào là số điện thoại 1844-858-7000, 1844-858-7000. Quay trở lại với câu hỏi của chú Linh á, thì xin mời thầy dành thời gian nhiều hơn để mà chia sẻ, để giúp cho chú Linh trong cái khoảng thời gian này. Nếu như mà bệnh của chú Linh ấy hiện chỉ có thể đoán thôi nha, trong vòng 3 tháng đổ lại thì nó khác so với cái bệnh trên 6 tháng như thế nào, và cái cách điều trị nó có nhiều những cái sự thay đổi hay là không? Xin mời thầy. Có sự thay đổi nhiều hay là không, nếu như chúng ta đã bị giống như nãy ông thầy nói là chúng ta đã bị chừng khoảng 1 đến 3 năm thì mới sinh ra căn bệnh mà đi tiểu liên miên, chúng ta không biết thôi, chúng ta hay là không để ý, hoặc là chúng ta có bệnh mà chúng ta cũng lờ thờ đi. Chính vì vậy cho nên cái tiểu ít nó thành tiểu nhiều, và tiểu nhiều nó thành một cái gọi là cái tiểu kinh niên luôn. Đó là cái bệnh vô bệnh lý rồi, thì nó nằm ở trong tâm khảm của chúng ta, và cái thận là cái chỗ mà nó lọc cái nước tiểu, và khi thận không có đủ yếu tố để lọc thì dĩ nhiên nó sẽ đưa ra những cái cặn bã, và chúng ta không thể nào mà thử máu có thể ra được, ngoại trừ tuyến tiền liệt hư bụng đáy thì lúc đó chúng ta tìm ra được thì quá trễ. Cho nên chúng ta có những cái vị thuốc đã có nhiều năm trong cái nhà thuốc Hoa Đà, 20 mấy năm, thì đã trị cái căn bệnh này rất là hiệu quả, đó là cố thận hoàn và ca bổ thận. Khi chúng ta đã tiểu trên 3 lần một đêm là chúng ta đã trị tiểu nhiều rồi, và tiểu như vậy nhiều ngày nhiều tháng thì chúng ta phải cho nó thời gian ít nhất phải 2-3 tháng mới kéo lại chức năng thận, và từ đó cái chức năng lọc của nó sẽ được mịn màng hơn và nó sinh ra cái nước tiểu trong, và từ đó chúng ta không tiểu nhiều, nó không có báo lên não nhiều nữa, thì chúng ta sẽ giải quyết đến vấn đề, nhưng mà nó hơi take time còn hơn là chúng ta đi hoài không tìm ra chân lý. Dạ vâng, rất là cảm ơn thầy. Và Ái Hiền xin mời số phone 0486 và xin mời số phone 2590 đợi trên đường line nhé. Xin cho biết quý danh và câu hỏi của quý vị ạ. Xin quý vị nghe trực tiếp qua phone. Ái Hiền xin nghe. Hello. Dạ. Hello. Dạ, xin cho biết quý danh và chú gọi từ đâu ạ, thưa chú? Dạ, gọi từ Tulsa, Oklahoma. Oklahoma. Tôi đi Nguyễn. Dạ. Tulsa, Oklahoma. À, chú Tony Nguyễn, có phải là chú Tony Nguyễn comments ở trên Facebook không ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ rồi, Ái Hiền cũng đang tính hỏi chú đây, rất là cảm ơn chú đã gọi vào nha. Xin chú cho biết thêm những cái thông tin. Vì Ái Hiền thấy là chú nói cái
sugar level của cái lượng đường trong máu của chú khá là cao, mà hiện không biết là hiện tại là chú đã được chẩn đoán là đã bị tiểu đường chưa hay là chỉ là cao thôi, và như vậy là bao lâu rồi? Xin mời chú cho thêm những cái thông tin chi tiết về triệu chứng bệnh để thầy có thể trả lời câu hỏi của chú. Dạ, tiểu đường cao có gần 5 6 năm nay rồi, bác sĩ cũng cho thuốc uống để cho nó xuống tay á, nhưng mà nó cũng không hết. Dạ, xin chú vui lòng giữ máy giùm cho Ái Hiền nha. Xin bộ phận kỹ thuật chắc giùm cho Ái Hiền, bị hú quá, Ái Hiền không nghe rõ lắm. Dạ, xin chú, dạ rồi, xin chú lặp lại câu hỏi giùm cho Ái Hiền nha. Cảm ơn thưa chú. Muốn hỏi về về thuốc đông y bên tiểu đường á. Dạ. Mình đi bác sĩ đường mình cao đó. Đó, mà mình không có muốn uống thuốc tây nhiều quá. Dạ. Mình muốn qua bên đông y á. Dạ, chú nói chú bị mấy năm rồi phải không thưa chú? Cũng 5 năm rồi. Dạ rồi, bây giờ chú giữ máy giùm cho Ái Hiền nha. Nếu thầy có câu hỏi thì xin mời thầy ạ. Tony có đi tiểu nhiều không Tony hả? Ban đêm có đi tiểu ban đêm. Bao nhiêu lần một đêm? Cũng 3-4 lần. Ok, cái vấn đề này á, thì thường thường tiểu đường nó sẽ dẫn dài đến giai đoạn mà thận của mình nó sẽ không được tốt, tại vì một phần là thuốc, một phần là bệnh, cho nên nó là nó cứ tuột dốc, thì cái chức năng thận của mình nó không có được tốt, cho nên mình tiểu. Có nhiều người họ tiểu rồi họ không ngủ được nữa, giật mình một lần là tỉnh táo luôn, rồi từ đó mất giấc ngủ. Và chúng ta mất giấc ngủ không phải là do chúng ta bị cái gì hết, mà do đi tiểu nhiều quá. Ok, rồi cái bây giờ hỏi tiểu đường chữa bằng cách nào, đông y chữa có dễ hay không? Chúng ta nhớ được một điều, ngày xưa chúng ta có vài người họ đi dùng, không biết là Ái Hiền có nhớ là họ dùng khổ qua hay gì đó, họ uống cái nước khổ qua thì nó cũng giảm tiểu đường, nhưng mà khi mà một người thầy thuốc á, họ ra một thang thuốc, họ không ra một vị, tại vì một vị uống nhiều quá đó thì nó thành độc vị, cho nên ông thầy lúc nào cũng 4-5 vị trở lên để cho điều chỉnh. Cơ thể chúng ta không có một thứ, mà cơ thể chúng ta có ngũ tạng và lục phủ nữa, cho nên chúng ta có nhiều cái thứ để cân bằng, và không uống một vị thuốc cả một đời. Giống như chúng ta dùng đu đủ mà chúng ta dùng nhiều quá thì nó cũng vàng da, hay là cà rốt nó cũng vàng da, cho nên nó vàng da là báo động. Và bây giờ chúng ta hỏi nhà thuốc Hoa Đà có thuốc gì hay không. Chúng tôi có một cái dạng, một là tiểu đường uống thuốc viên, hai là chúng tôi có thuốc trà. Thường thường ông thầy giới thiệu luôn luôn cái option đầu tiên, là cái lựa chọn đầu tiên là chúng ta dùng trà tam thanh để điều chỉnh cân bằng cái lượng đường trong cơ thể, từ đó chúng ta tự nhiên nó thấy nó khỏe hơn, sáng thấy nó khỏe hơn, chiều nó khỏe hơn, và cái tiểu đường tự nhiên cái level của nó thấp xuống. Đó là cái cách giải quyết. Còn không, nếu chúng ta không tiện thì chúng ta có thể dùng viên để điều chỉnh, và chúng ta không lệ thuộc vào thuốc tây nhiều nữa. Bởi vì thuốc tây càng uống nhiều thì chúng ta sẽ thấy là cái kết quả là chúng ta đi tiểu quá nhiều. Cho nên là sự quyết định của anh thì anh nên liên lạc với nhà thuốc Hoa Đà để tìm ra cái phương pháp mà ông thầy đã giúp cho anh cái ý kiến. Còn phần còn lại là anh nên liên lạc nhà thuốc Hoa Đà vào ngày mai đi anh ha. Dạ vâng, rất là cảm ơn chú Tony Nguyễn từ Oklahoma đã theo dõi trong chương trình nhé. Và cho Ái Hiền tiếp chuyện thêm quý vị. 2590 xin cho biết quý danh của quý vị. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn chờ đợi trên đường live. Và xin quý vị nghe trực tiếp bằng phone ạ. Dạ, xin cho biết quý danh. Dạ, tôi là Đoàn. Chào cô Đoàn. Dạ, thưa cô. Dạ, tôi là San Jose đó cô. Dạ, thưa cô, mời cô đặt câu hỏi ạ. Dạ, tôi bây giờ thì tôi là đau cái lưng. Năm nay là tôi 66 tuổi. 66 tuổi. Tôi đau cái lưng từ giữa cái lưng này, giữa cái lưng mà ra vòng ra cái bệ tường cái eo đó cô. Rồi. Và có khi là nó đau hết cả cái vòng bụng, mà đêm thì đi tiểu khoảng 2 tiếng đi một lần. Và đi thường xuyên như vậy á, thì xin cô cho tôi hỏi thầy mà tôi phải uống thuốc hay là khám bệnh như thế nào ạ? Dạ thưa cô Đoàn ơi, vui lòng cho Ái Hiền hỏi rằng là cô hiện tại đã bệnh bao lâu rồi, và không biết là cô còn có những căn bệnh nào khác hiện tại đang chữa trị với thuốc tây không thưa cô? Có, tôi đang uống tào máu chịu được. Dạ, và cô bị cái đau này là bao nhiêu lâu rồi thưa cô? Dạ, tôi đau cái này nó cũng có cả mấy tháng rồi xong rồi khỏi. Dạ rồi, xin cô giữ máy nhé. Dạ, xin cô giữ máy, xin mời thầy có những câu hỏi thêm ạ.
Thường thường những cái thuốc mà nó làm cho chúng ta tiểu liên miên, nó có một hai loại thuốc về cao mỡ nó sẽ làm đi tiểu rất là nhiều. Bây giờ nói về cái chứng đau lưng thì chúng ta nói từ thắt lưng nó chạy ra cái hóc mông là cái thắt lưng quừng á, thì nó cứ đau. Có nhiều người, đa số những người mà đau, nó đau có một bên này. Thì hả, nó nghẽn bên đây nó sẽ đau bên kia nhiều hơn. Chẳng hạn nghẽn bên trái thì nó đau bên phải nhiều hơn, bởi vì cái sự lưu thông nó bên trái nó vẫn còn rỉ rả nhưng bên kia nó không có nhận được, thì nó sẽ xoắn, và bắp thịt mà nó xoắn thì cái sự lưu thông hay sự mở mang của những tế bào nó bị ngộp thở, cho nên nó sẽ tạo sự tức, và tức đó nó tạo nên cơn đau. Cơn đau đó nằm ngay thắt lưng của chúng ta, và chứ cái L4 và L5 đa số, tôi không có nói là chính xác là như vậy, nhưng mà đa số thì thần kinh tọa nó nằm, nó chạy dài xuống, nó nuôi thắt lưng, nó nuôi hóc mông, nó nuôi chân, và khi không nuôi được thì sẽ đau chỗ này hay chỗ khác, đó là cái sự dĩ nhiên. Và thuốc chữa trị của Đông y thì nó có cái thuốc nó gọi là tọa cốt thống, đó là thuốc viên, và cái thuốc thứ hai nó gọi là cân cốt đại bổ hoàng, thì chúng tôi đã làm ra viên và tể để cho những người có thể sử dụng cái này, hay là những người mà tiện lợi thì sử dụng thuốc viên, thì làm hai dạng. Và sự tác động bên ngoài chúng ta đã nói đi nói lại hoài, thì có cái gối chườm và cái cồn xoa bóp để tác động bên ngoài vô để cho cái sự tắc nghẽn đó bớt đi. Sự nuôi dưỡng bên trong có thuốc thì chúng ta sẽ có cái sự nuôi trong xoa ngoài, thì trong uống ngoài thoa thì chúng ta sẽ có kết quả cao. Cô muốn thì cô có thể liên lạc với nhà thuốc Qua Đa, vào ngày mai thì mấy ông thầy sẽ có nhiều câu hỏi cho cô thêm và giúp cho cô cái giải tỏa cái sự đau đớn này cô nhé. Dạ vâng, và cho Ái Hiền xin được đến với một câu hỏi của quý vị comment trên Facebook, sau đó rồi Ái Hiền sẽ tiếp chuyện với quý vị đang đợi nhé. Tôi năm nay hai xin lỗi quý vị, Kim quý vị tên là Kim Cân Hoàng, tôi năm nay 57 tuổi. Xin cho tôi hỏi bác sĩ, bị viêm họng gây ngứa cổ họng làm cho bị ho, vậy xin bác sĩ cho tôi thuốc chữa trị. Cô nói là năm nay cô 57 tuổi, bị viêm họng gây ngứa cổ họng làm cho bị ho, không biết là cô ở đâu, xin nếu có thể thì xin cho Hiền biết thành phố của cô ở nhé. Và xin mời thầy ạ. Ho mình cũng có hai dạng, ngày xưa giờ mình cũng có nói là nó ho do nhiệt, ho do hàn. Thì nếu như mà chúng ta ho do nhiệt, chúng ta phải cân bằng cái máu huyết trong người mình để cho nó cái nhiệt nó không có cao. Khi nhiệt cao làm khô cổ chúng ta cũng ho hoài, và chúng ta nếu mà uống thuốc ho thì cũng đỡ thôi, nhưng mà hết thuốc thì nó lại bị lại. Cho nên khi cân bằng cơ thể chúng ta thì dĩ nhiên là cái cơn ho nó đã giảm rồi, thì chúng ta chỉ trị ngọn cái vụ ho thì cũng dễ thôi. Thì trong Đông y thì chúng ta nếu chúng ta bị hàn thì chúng ta lại dùng cái thuốc mà để làm cho cơ thể chúng ta ấm lại, thì trong đó có nó gọi là giờ hồi dương hoàng, thì nó làm cho cái nội tạng ta ấm lên và chống cái sự hàn lạnh, và từ đó cái phổi chúng ta được ấm lại và cái cơn ho cũng dễ dễ hết. Rồi chúng ta sử dụng thuốc ho thì thuốc ho có chỉ khái hoàn, thuốc mà về người hàn lạnh thì chúng ta có hồi dương hoàng, và thuốc mà trị cho mát lại cơ thể và gọi là thanh nhiệt á thì có cao bổ âm kèm theo thuốc ho là chỉ khai hoàn. Thì tùy theo cái cơ tạng của mình đang bị lạnh hay là bị nóng do ho. Dạ vâng, rất là cảm ơn thầy, và cho Ái Hiền xin tiếp chuyện quý vị 1113 đang đợi trên đường line, và xin mời quý vị 1182 đợi trên đường line nhé. Dạ xin mời số phone 1113, xin cho biết quý danh và câu hỏi. Em năm nay 50 tuổi á, nãy có nghe cái ông thầy nói về vấn đề mà đi tiểu nhiều lần á, rồi em bị đi tiểu nhiều lần, nhiều khi một tiếng đi một lần, nhiều khi nửa tiếng đi một lần, muốn hỏi thầy là cái vấn đề này là có cái thuốc gì để mà giúp em bớt đi tiểu lại không? Dạ, thưa anh Thiện, cho anh Hiền hỏi là anh gọi từ đâu thưa anh? Em gọi ở Cali chị. Dạ rồi, anh giữ máy giùm cho Ái Hiền nhé. Dạ xin mời thầy. Cali ở San Jose hay là ở Nam Cali, anh ở Westminster hay đâu anh? Dạ em ở Stockton. Stockton. Ok, thì bây giờ chúng ta nói về cái tiểu liên miên cứ nội nửa tiếng là quá tệ rồi, cho nên nó là phải còn đường một thôi anh. Anh liên lạc nhà thuốc Qua Đà thì chúng tôi đã làm cái cho những người mà tiểu liên miên là những cái căn bệnh này.
đã nhiều năm và chúng tôi có kinh nghiệm rất là dày, cho nên nó là những cái người mà tiểu liên miên được giải quyết hầu hết những người đó đều giải quyết được, cho nên nó là anh cứ liên lạc nhà thuốc qua đà, bởi vì cái thận của mình nó sắp fail rồi, cho nên mình không có chờ đợi một ngày một tháng nào nữa hết, anh liên lạc ngày mai liền rồi anh sẽ được cái giải quyết vấn đề trong vòng vài tháng sau. Có thể không hết 100% đi nữa thì chúng ta cũng có một đường đi và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề. Có nhiều người họ sẽ hết rất là nhanh trong vòng 1 đến 3 tháng, có người 3 6 tháng, có người cả năm, do cái thận nó tệ đến nỗi nào. Thì hy vọng là thận anh không tệ lắm, thì cái sự mà giống như thay đổi trong cơ thể của anh nó sẽ nhanh hơn. Kháng thể mỗi người mỗi khác, cơ tạng mỗi người có khác, cho nên anh là hy vọng là anh không có nằm trong cái vấn đề mà gọi là thận quá suy. Dạ vâng, và chúng tôi cũng xin quý vị hiểu rằng chương trình Đông Y ngày nay chúng tôi là một nhịp cầu nối để cho quý vị có thể tham khảo nhiều phương cách chữa trị trong Đông Y. Và những câu hỏi của quý vị chúng tôi chỉ dựa trên những cái triệu chứng của quý vị, đây không phải là chuẩn đoán hay là chẩn bệnh một cách gọi là gần gũi với là bệnh nhân. Nên nếu như có thể thì xin quý vị vẫn liên lạc trực tiếp với lại nhà thuốc Hoa Đà để có thêm những cái thời gian để cho quý vị cũng có thể chia sẻ những cái triệu chứng của mình đến các đông y sĩ. Và đương nhiên khi chuẩn bệnh sẽ có rất nhiều những cái phương cách. Và rất là cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Và cho bây giờ Ái Hiền đón chào thêm một quý vị nữa với số phone là 1182. Và xin studio cho Ái Hiền xin màn hình của địa chỉ và nhà thuốc của Hoa Đà Houston để cho quý vị có thể tiện liên lạc trực tiếp nhé. Đó là số điện thoại 281-495-0268. Và xin kết nối với 1182, xin cho biết quý danh ạ. Dạ, đã nghe rồi ạ. Xin cho biết quý danh ạ. Quý vị gọi từ đâu và câu hỏi? Hello. Dạ, có phải tôi không? Dạ, thưa Ái Hiền xin nghe. Xin chú cho biết quý danh. Tôi muốn hỏi bác sĩ Đông Y thì bây giờ không biết có kịp để hỏi. Thì bây giờ tôi muốn mua, tôi hỏi về cái vấn đề tôi bị đi tiểu đêm đó. Dạ. Bây giờ tôi có gặp được bác sĩ không? Dạ thưa chú thế Minh, chú Minh ơi, chú Minh gọi từ đâu và chú bị đi tiểu đêm bao lâu rồi thưa chú? Dạ. Dạ xin chú nghe trực tiếp. Dạ xin chú nghe trực tiếp bằng phone giùm cho Ái Hiền nha. Dạ xin chú tắt tivi giùm. Dạ. Dạ rồi, chú Minh nói là chú gọi từ San Jose, chú đi tiểu đêm nhiều lần. Nhưng mà chú xin chú giữ máy nha, xin mời thầy có những câu hỏi dành cho chú Minh ạ. Hồi nãy giờ chúng ta thấy là cái chứng tiểu đêm là cái chứng gọi là hầu như là nó là cái bệnh thế kỷ, Ái Hiền thấy không? Dạ. Nhiều người bị lắm và hầu như chương trình nào mình nói cũng có ít nhất cũng phải vài người về cái chứng tiểu liên miên. Và chúng tôi đã đi tìm cái câu trả lời, và chúng tôi đã tìm rất là nhiều năm và trị cho rất là nhiều người để khỏi cái chứng tiểu liên miên. Chú cứ liên lạc với nhà thuốc Hoa Đà đi. Chúng tôi có cái loại thuốc nó gọi là Cố Thận Hoàng. Đó là trị. Dạ xin mời studio trách giùm cho Ái Hiền, bị vang quá ạ. Dạ. Dạ xin. Dạ tên thuốc là Cố Thận Hoàng. Dạ. Và nếu như mà chúng ta thấy mà cái Cố Thận Hoàng đó chỉ là một cái thuốc để trị cho chúng ta về cái chứng, đó là cái symptom, là cái sự báo động của cơ thể của chúng ta, đó là cái sự kích thích của nước tiểu không được trong sạch và làm cho cái bàng quang chứ kích thích hoài làm cho chúng ta cứ đi tiểu liên miên. Và bây giờ chúng ta sau khi chúng ta chữa mà thấy Cố Thận Hoàng một thời gian chẳng hạn từ 5 đến 7 ngày, chúng ta thấy kết quả tốt thì chúng ta có thể sử dụng tiếp đến khi nó hết 100%. Nếu như chúng ta chưa thỏa mãn và nó chưa hết, có nghĩa là chúng ta đã bị nặng bên trong, thì chúng ta có thể thêm một loại thuốc nó gọi là cường lực đại bổ thận để hỗ trợ cho vấn đề gọi là gốc bệnh của chúng ta, để cho cái hệ thống nó mạnh lên và cái sự lọc gạn lọc nó tốt thì chúng ta sẽ có kết quả cao hơn. Dạ vâng, rất cảm ơn thầy rất nhiều và cũng cảm ơn quý vị đã gọi vào trong chương trình với những câu hỏi rất là hay. Và Ái Hiền có thấy Cindy Nguyễn có đọc một câu hỏi
về cái việc mổ dây thần kinh số 5 và uống thuốc tây không hết. Nhưng mà anh Hiền cũng xin xin Điền Nguyễn cảm thông cho, vì chương trình cũng thời lượng đã hết rồi. Nếu được thì xin mời quý vị cùng với lại xin Điền Nguyễn có thể liên lạc trực tiếp tới nhà thuốc ở số điện thoại là 281-495-0268, 281-495-0268, hoặc là có thể đến trực tiếp với nhà thuốc tại địa chỉ 11210 Bel Air Boulevard, Suite 126B Houston, Texas 77072. Và một lần nữa, Ái Hiền và thầy Thiện Đào rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin chào và hẹn tái ngộ tới quý vị trong chương trình vào tuần lễ sau, vào thứ năm tuần sau nhé.